Âm nhạc mỹ hảo thuần chính từ thế giới Phật quốc vang vọng đến nhân gian. Thiền âm tỏa sáng rực rỡ, gột rửa tạp niệm trong tâm. Hy vọng năng lượng thuần tịnh tương hòa của chân thiện nhẫn thông qua âm nhạc đến từ thiên thượng sẽ đưa bạn trở về nơi quê nhà xưa của chốn tâm linh. Các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, chuyên mục Thiên âm tịnh nhạc số 17, bước theo chính đạo, lên thuyền cứu độ. Có một loại đá quý tên là Nguyệt Quang Bảo Thạch. Viên đá quý này đẹp đến mức rung động lòng người. Nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Tuy nhiên, chỉ có người sở hữu trái tim lương thiện mà thiên sứ ban cho mới có thể nhìn thấy viên đá quý này. Mở đầu chương trình của ngày hôm nay, mời các bạn thưởng thức một bài hát thiếu nhi có nhan đề Nguyệt Quang Bảo Thạch.宝宝，你看，哇，好漂亮的宝石哦！亮晶晶的，谢谢妈咪。这是天上的月光宝石哦，宝宝，你知道吗？只有最善良的天使，他才能够看到美丽的月光宝石哦。 我希望我的心永远都像宝石一样明亮。
Tầng tầng đi xuống nhập thế gian, trong mưa gió bước đi thần tốc, ý chí kiên định, hạ quyết tâm tu luyện, đối hiện ý nguyện xưa, theo sát sư tôn trên con đường về trời. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức màn độc tấu sáo trúc Chính Đạo Hành. Thank you.
Cuối cùng, mời các bạn lắng nghe bài hát thiếu nhi Sư phụ dẫn con lên thuyền cứu độ. Các bạn thính giả đang nghe chương trình phát thanh Minh Huệ thân mến. Hy vọng thiên âm thuần chính mỹ hảo có thể khiến con người tỉnh giấc trong cõi mê trần thế, giải thoát khỏi danh lợi tranh đấu, nỗi khổ mê man, tìm lại ký ức xa xưa thuộc về chính bạn, phản bổn quy chân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ ngày hôm nay. Thiên âm tịnh nhạc.